Chào toàn thể các bác và anh em đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Xin gửi cho anh Vượng đến từ Vĩnh Phúc một sản phẩm anh đã lựa chọn để cửa hàng em. Đó chính là dòng mic Echolix MX690 đang được bên em Tùng giảm giá cho bác với mức giá chỉ còn 1.899.000. Một dòng mic không dây cao cấp, chơi phòng hát gia đình đương nhiên ổn định và rất chất lượng cho anh em. Với mức giá hiện tại đang là mức giá khuyến mại bên em mới có giá là 1.899.000 nhé. Và hết tháng 6 này bên em quay về giá niêm yết của Echolix MX690 với mức giá trên 3 triệu đồng. Một con mic không dây cao cấp và thực sự là tiếng chất lượng âm thanh sẽ mang đến cho bác và anh em một trải nghiệm hoàn toàn mới khi chúng ta sử dụng dòng mic không dây này. Đây là hình thức của mẫu sản phẩm Echolix MX690 với phiên bản màu đen cho anh Vượng. Anh có thể kiểm tra trực tiếp trên video ngày hôm nay với bộ mic của anh đã lựa chọn. Em cũng sẽ làm ngay một video để test hàng gửi đi cho anh. Vậy nên là khi nhận hàng thì các bác sẽ yên tâm hơn với bộ sản phẩm các bác đã lựa chọn bên em, bởi vì luôn luôn có chế độ test hàng trước và đảm bảo cho bác và anh em khi chúng ta nhận hàng về chúng ta chỉ cần ghép đối vào với những trang thiết bị cơ bản như là âm ly hoặc là vang là các bác có thể trải nghiệm ngay tốt nhất với bộ sản phẩm Echolix MX690 rồi. Phiên bản màu đen thì khá là dễ phối đồ, với mặt màn hình giao diện sẽ chia đều cho hai tay mic, có chế độ tần số của hai phần tay mic. Khi các bác thì em muốn lấy lại tần số thì em cũng đã hướng dẫn cho bác cách set lại tần số đã mất của dòng Echolix MX690 rồi. Hơn nữa dòng này có sử dụng tính năng tự ngắt để tiết kiệm pin cho các bác và anh em trong quá trình sử dụng, hoặc là anh em có thể sử dụng lâu dài bền bỉ với dòng mic này. Dòng mic Echolix MX690 trong phân khúc gia đình sẽ phục vụ nhiều hơn trong việc chúng ta sử dụng gia đình, hoặc là nếu những anh em mà muốn sử dụng ghép đối loa kéo hoặc làm phòng trà thì cũng có khả năng là anh vẫn thể sử dụng được. Với hai dâu anten bắt sóng xa gần, em nghĩ là trong khoảng cách tầm 30m quay đầu là rất hợp lý cho anh em. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng mục đích chính với dòng mic Echolix MX690 và phục vụ phá gia đình anh em nhé. Với mức giá này em nghĩ là chưa có mức giá tốt hơn được với mẫu sản phẩm MX690 được, bởi vì mức giá này đang là mức giá có thể nói là thấp nhất từ trước đến nay với những cái dòng sản phẩm mic không dây chính hãng đây. Và anh em mà nhận hàng các bác có thể kiểm tra luôn qua phần mã QR và em cũng cam kết đảm bảo cho anh Vượng cũng như anh em khách hàng. Đây là dòng sản phẩm mic chính hãng đến từ nhà phân phối Echolix, một dòng mic đang cập bến tại Việt Nam khá là nhiều với những anh em có nhu cầu ca hát tốt và chúng ta muốn trải nghiệm những cái dòng mic không dây đắt tiền, chúng ta có thể sở hữu ngay cho mình một con Echolix MX690. Bây giờ thì cùng với em xem về phần tay mic của em Echolix MX690 nhé. Với phiên bản màu đen và đồng bộ các bạn, cầm tay mic lên thì em thấy khá là thoải mái, bởi vì đế mic tay mic khá là dài và hơn nữa thì có độ lặng ổn định cho anh em khi chúng ta sở hữu hay sử dụng những cái dòng mic không dây cao cấp gì này. Độ bắt sóng em là rất tốt và ổn định. Em cũng đã test ở rất nhiều video trước đó rồi và không có hiện tượng giễu sóng hoặc là không có hiện tượng rú xảy ra khi bác và em sử dụng với cái dòng mic cao cấp Echolix MX690. Bây giờ thì tiện đây test lại một lần nữa chất âm đến từ mẫu sản phẩm Echolix MX690 cho anh Vượng cũng như em khách hàng nhé. 1 2 5 5 6 7 8 9 10 1 2 5 5 6 7 8 9 10 1 2 5 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác đã được nghe qua với chất lượng âm thanh của mẫu sản phẩm Echolix MX690. Dòng này thì tiếng rất là dễ hát rồi, tiếng nhẹ bay, tiếng khỏe và hơn nữa thì không có chế độ nhiễu sóng hay là rú rít ở đây. Và anh em sử dụng dòng này vào mục đích phòng hát gia đình thì cực kỳ là thuận lợi cho anh em khách hàng. Và em báo lại mức giá thành hiện tại khuyến mại đặc biệt cho các bác đó là 1.899.000. Anh em nào muốn mua với mẫu mic không dây cao cấp MX690 vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng 0979629336 để nhận được mức giá ưu đãi nhất, và chế độ bảo hành luôn luôn bên em sẽ là 1 năm rồi. Các bác nhận hàng được ghép phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác và khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.